Trong cái mớ này chúng ta sẽ có cái row mới như sau. Row 2.2. Get. Đây là test. Test param. Xược này. Đây là bắt buộc này. Đóng vào ngoặc bắt buộc. Chúng ta xử lý cái function này. Và khi mà gọi cái bắt buộc này, chúng ta phải có thêm nhận thêm cái biến. Tên nó giống hệt cái này nhá, nó chỉ khác mỗi cái đô la thôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ return luôn cái từ bắt buộc đấy. Đó, đây là tham số bắt buộc này. Thì chúng ta xem nhá. Localhost 8000 xược test trừ test param. Bây giờ nếu không có này, các bạn xem nếu không có này thì nó báo là sorry, the page you are looking for could not be found. Tức là không có, chúng ta không định nghĩa cái URL như này trong hệ thống thì nó sẽ bật ra cái màn hình này. Được chưa? Nên nếu mà bây giờ chúng ta thêm một cái đoạn sượt phía sau này nữa. Ví dụ phí văn trí. Được chưa? Nó hiển thị ngay. Xong chưa? Đấy là tham số bắt buộc. Bắt buộc phải có một cái đoạn nào một cái ký tự hoặc một cái số nào đấy ở phía sau cái URL chúng ta định nghĩa ra. Phải có thì tôi mới chạy, không có không chạy. Được chưa? Đấy là cái loại tham số bắt buộc. Còn loại thứ hai là loại tham số không bắt buộc, tham số tùy chọn. Loại này chúng ta sẽ test optional param. Đây tôi để là không bắt buộc. Không bắt buộc hỏi chấm vào đây. Được chưa? Nhớ cái hỏi chấm nhá. Đấy, biết ngay mà. Mày có mượn được không? Ờ. Không hành tỏi bọn này thì không bao giờ chúng nó chủ động được. Được chưa? Nhưng mà cái tham số không bắt buộc này thì nó hơi khác so với cái loại kia. Ừ thì nó sẽ không bắt buộc chúng ta phải nhập cái đoạn này vào trong. Nhưng mà chúng ta ở đây các bạn nhìn chúng ta nhận một cái biến này là bắt buộc đúng không? Cái biến này chúng ta nếu chúng ta điền dữ liệu vào đoạn này thì cái giá trị của biến này bằng cái đoạn text mà người ta biết ở đoạn sau này đúng không? Thế nếu người ta không biết gì thì cái biến bằng cái gì? Đúng chưa? Thế vậy thì ở đây chúng ta phải xử lý nó bằng cách là gán cho nó bằng cái giá trị mặc định. Ví dụ như bằng null hoặc là bằng một cái đoạn là trí đẹp trai. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ test luôn. Test optional param. Đây là nếu chúng ta điền giá trị này thì nó vẫn bằng phí văn trí, đúng không? Đây, tôi thêm chữ đẹp trai vào đây. Đúng nhá? Nó bằng luôn giá trị này. Nhưng mà nếu chúng ta không truyền gì, đấy nhỉ? Nó bằng cái giá trị mặc định chúng ta gán cho cái biến kia. Xong chưa? Đấy là cái hai loại tham số của chúng ta. Khi mà đưa vào trong cái khi mà sử dụng Laravel thì có hai loại như thế này. Xong chưa? Có ai thắc mắc gì không? À? Tiếp theo, chúng ta có thêm cái này nữa. Routing. Cái name này thì rõ rồi, đúng không? Cái name này hôm trước tôi dạy rồi. Cần nhắc lại không? Á? À? Không. Tự đi mà xem video tôi dạy rồi, không nhắc lại nữa. Loại cuối cùng là cái route group. Tức là chúng ta nhóm những cái URL chúng ta định nghĩa vào với nhau. Ví dụ như sau. Chúng ta có cái trang quản trị thì chúng ta hay đặt là localhost sượt admin như này đúng không? Đúng chưa? Sau đó nếu mà quản trị chúng ta quản lý về member trong hệ thống của mình thì là admin sượt member. Đúng không? Hoặc là admin sượt product. Tức là vào những cái đường dẫn như thế này thì để nó quản lý những cái thứ nhất là quản lý về người dùng này,
thành viên quản lý cái sản phẩm này, đúng không? Thì nó phải có cái tiền tiền tố là admin, đúng không nhỉ? Bắt buộc phải có tiền tố là admin như này thì mới vào được. Đúng không? Bởi vì cái URL này nghĩa ra mà. Thì bây giờ những cái thằng đằng sau này, những thằng đằng sau này, chúng ta hoàn toàn có thể nhóm nó vào, đúng chưa? Nhóm nó vào trong một cái nhóm mà có chứa cái tiền tố tên là admin đằng trước, đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhóm nó như sau. Ví dụ à, chúng ta có round 2.2.group, được chưa? Đóng mở ngoặc chấm phẩy. Trong này chúng ta sẽ có một cái array và một cái function, được chưa nhỉ? Một cái array, một cái function. Bây giờ tôi muốn tất cả cái URL nằm ở trong cái group này của tôi. Để làm được cái thằng đằng sau đó, nó phải có cái tiền tố là sượng admin, xong rồi sượng cái mới ở trong. Thì tôi làm này, thì tôi sẽ có cái như thế này, group này, 2.prefix trỏ đến string là admin, được chưa? Là phải có cái localhost cái gì đấy sượng admin xong thì mới vào trong được. Thì tiếp theo này, tôi sẽ định nghĩa ra những cái round mới. Round get là member. Để đây tôi có function, đây là return code luôn đi, return quản lý thành viên trong hệ thống như này, được chưa? Thì bây giờ tôi có gì để vào được cái quản lý thành viên kia thì tôi sẽ cần phải sược admin, sược member, được chưa? Để vào được thì chúng ta phải sược admin, sược member thì mới vào xong, hiểu không? Có hiểu không? Chỉ là cú pháp thôi mà. Đấy, còn lại chỉ là cú pháp thôi, các bạn search ra đây. Prefix là tiền tố, tiền tố, tiền tố là những cái xuất hiện phía trước của URL của mình. Tiền tố là admin, xong chưa? Hả? Các bạn prefix nó là quy định cái phần đằng trước của URL, xong chưa? Có hiểu không? Được, thích ghi gì thì ghi. Không, ông đang hỏi cái từ prefix này gì? Tôi đã nói rồi. Cái từ prefix nó là cái từ quy định là đằng trước tất cả các cái round nằm trong này phải có cái gì đấy. Đấy chứ nhỉ? Cái gì đấy là cái này này. Nó chính là cái từ admin của tôi ấy. Xong chưa? Trong này nó còn rất nhiều, chứ không chỉ có mỗi cái prefix không. Đấy chứ? Trong này còn rất nhiều, nó sẽ không phải chỉ có mỗi cái prefix không được đâu. Và mỗi cái này, muốn cái đi ở trong này nó sẽ đóng một vai trò khác nhau cho toàn bộ cái ứng dụng nào không? Cái đấy các bạn tự đi là tìm, không ai có sức đâu mà giải thích hết tất cả những từ đấy đâu. Được chưa? Các bạn chỉ cần nhớ tôi cái từ đầu tiên là cái từ prefix, còn mấy nữa middleware các thứ tính sau. Bao giờ học đến middleware thì sẽ giải thích middleware, cho bây giờ giải thích vào mệt lắm. Các bạn cũng không hiểu được, không chưa? Nếu bây giờ không thích như này thì tôi viết đây là quản trị chẳng hạn như vậy, được chưa? Thì tôi vào bằng cái admin này chết ngay, không thể vào được, mà phải vào bằng cái từ quản trị thì mới vào được. Đây là chúng nó không hỏi thì cho chúng nó chết và học lại môn này mãn đa kiếp cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Chẳng ai đánh thuế tôi cái điều đấy cả. Sao có thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì chị có thắc mắc gì không? Sao ba bạn ngồi bên kia có thắc mắc gì không? Thế có hiểu không?
Hả? Rồi. Tiếp theo này. Bây giờ các bạn làm luôn cho tôi bài tập như sau. Tôi sẽ cho một cái URL như này là quản trị này. Quản trị trong cái quản trị này sẽ có các cái URL trực tiếp là thành viên nhận một cái tham số ID. Đây là tham số. Một cái sản phẩm nhận một cái tham số ID. Bây giờ các bạn làm sao làm việc khi tôi vào localhost sửa quản trị sửa thành viên sửa một thì nó hiển thị cho tôi số một. Localhost sửa quản trị sửa sản phẩm sửa 100 thì nó hiển thị cho tôi số 100. Biết cái gì hiển thị cái đấy làm luôn. Làm luôn. Năm phút nữa không làm xong thì điểm cho bài 5 một. Anh là công ty tôi đi. Tôi đã đi một biển và phải nhận ra cái bên có bắt hơn rồi. Có bắt là chúng tôi làm đi.
chưa là giá trị mặc định của nó. Được chưa? Đáp án là như thế này. Quản trị này thành trừ viên nhận một cái tham số, đây là ID thành viên này, function của tôi cũng nhận cái biến ID. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ return ra cái biến ID kia. Được chưa? Test nhỉ? Bây giờ tôi nhập số 1000 vào đây hoặc là text vào đây cũng được. Xong chưa? Tiếp theo, duplicate thằng này lên để làm cho thằng sản phẩm ID. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Đấy là cái group nhóm cái mớ ở trong này, bắt buộc tất cả chúng nó phải theo một cái luật do group định ra. Xong chưa? Bắt chúng nó phải theo một luật do group định ra. Được chưa? Và trong thì không? Tiếp theo vẫn còn chưa hết về root đâu, về router đâu, chưa hết, vẫn còn. Khi mà chúng ta nhận tham số đúng không? Đâu nhỉ? Các bạn chờ tôi đi để tôi tìm cái đoạn này. Đây. Đây. Chúng ta có thêm phần expression constraint, tức là điều kiện nhận những cái tham số. Thực tiến không chưa? Rồi, điều kiện nhận tham số này. Ví dụ như tên của tôi, các bạn để ý nhé. Lúc nãy chúng ta ở trong này chúng ta nhận là gì? Nhận là ID đúng không? ID trong hệ thống thường nó làm cái gì? Số hay chữ? Số đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta nhập chữ vào nó cũng nhận. Đúng chưa? Rồi, thế bây giờ tôi muốn cái URL để tôi nhận tham số ở cái vị trí này nó chỉ nhận số thôi. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta làm nào? Chúng ta làm như sau. Trỏ đến where trong này một cái array. Đúng chưa? Tham số ID thì chỉ nhận các bạn nhìn nhá, chỉ nhận này các số từ 0 đến 9 thêm một dấu cộng nữa. Đúng không nhỉ? À đây, dấu cộng bên ngoài. Được chưa? Tức là cái biến ID này, tham số ID. Nếu mà các bạn nhập những cái từ, cái số từ 0 đến 9 bao nhiêu số, miễn là số thì bao nhiêu số cũng được. Được chưa? Nhận bao nhiêu số cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn nhập bất kỳ một ký tự nào là chữ vào trên đường, nó báo không tìm thấy chẳng. Đúng rồi, regular expression. Đây, tôi nhập FPT vào cho quản trị thành viên nhé. Không. Được chưa? Lỗi ngay, bây giờ tôi nhập số này. Được luôn. Xong chưa? Thì đây là cái regular expression, là cái nó giới hạn lại cái tham số này được phép điền thì chúng ta chỉ thường là có số và chữ thôi đúng không? Chứ còn nếu mà nhận cả ký tự đặc biệt thì thôi dẹp đi, khỏi phải nhận, khỏi phải viết cái gì cho nó đỡ mệt, đúng không? Thì ở đây chúng ta có những cái gì từ A lớn cho đến Z lớn, A nhỏ cho đến Z nhỏ, nhiều ký tự, tức là nó chỉ nhận ký tự và chữ viết thôi, được chưa? Tiếp theo từ 0 đến 9
được chưa? Thì là chỉ nhận số rồi. Trong trường hợp ở trong một cái URL của chúng ta có nhiều tham số thì chúng ta phải thêm một cái và đặt quy định cho những cái tham số ấy. Ví dụ như ID ở đây nó chỉ nhận được các số, còn nên thì chỉ nhận chữ và là chỉ nhận chữ thường. Được chưa? Không nhận số. Xong chưa? Rồi. Chúng ta còn cái global constraint nhưng mà thôi bỏ qua, không động vào nó nữa. Đấy là chúng ta xong về cái phần, à chấp, chưa xong. Chúng ta gần xong về cái phần router. Còn một phần nữa, còn một phần cuối cùng nữa của router. Chúng ta để ý này, chúng ta nhìn thấy ở trong cái phần router có rất là nhiều file. Nào là API, nào là web. Ví dụ thằng API này, chúng ta có cái thằng app API này đúng không? Tôi viết thêm một cái router nữa trong này. Route2.get tiện th function return string là API chọn đến tiện th vẫn quay mà. Được chưa? Thế vậy cái thằng API này để vào được cái URL này thì làm sao để vào được cái này? Thì nó sẽ như sau, để vào được thằng kia sẽ là API sược API sược thiện th. Đúng nhá. Thế vì sao lại biết được nó là API? Chúng ta có group nó đâu? Trong này không hề có group đúng không? Thế vậy nó quy định ở đâu? Nó quy định ở đây này. Các bạn xem nó quy định ở đây này. App này, provider này. Chúng ta có cái Route Service Provider. Được chưa? Route Service Provider chúng ta kéo ở dưới. Nhìn thấy cái gì đây? Route 2 chấm prefix. Thấy quen chưa? Route 2 chấm prefix bằng API. Được chưa? Và cái URL các cái đằng sau cái API này được viết ở trong file aroot này, route này sược api.php. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể tự quy định lại được các cái nơi chứa những cái chỗ để viết route. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sửa lại thêm một cái nữa. Trong hệ thống của chúng ta không cấp API. Trong hệ thống của mình chẳng cấp API cho ai cả. Chúng ta chỉ có phần client và phần admin thôi. Thêm một phần quản trị nữa. Thế bây giờ mình sửa như nào? Đây các bạn để ý này. Bây giờ tôi sửa lại cả cái phần này nhá. Bây giờ từ API tôi sửa thành admin. Admin route. Sau đó cái prefix này của tôi không sửa thành API nữa mà tôi sửa thành admin luôn. Tiếp theo, middleware tôi không dùng API với middleware của API mà tôi sẽ sử dụng middleware của web và middleware của auth. Auth tức là cái middleware là chúng ta phải đăng nhập vào thì mới vào được. Chúng ta chưa học phần đăng nhập thì cứ hiểu là phải đăng nhập vào thì mới vào được. Bây giờ chúng ta làm nào. Bay route này tôi sửa thành admin.php. Được chưa? Route admin.php. Sau đó các bạn copy cái tên này cho tôi. Kéo lên trên các bạn sẽ nhìn thấy map gì? API route đúng không? Chúng ta xóa cái hàm này đi, vệt cái này xuống. Thay thế map admin route. Được chưa? Được. Khi mà chúng ta chạy này, nó sẽ lại quy định lại tất cả URL của chúng ta và nó chỉ đặt cho những cái file được quy định ở trong này cái và map. Sau này các bạn xin cho thêm một cái file chứa route các bạn lại phải đăng ký ở trong cái route service provider. Được chưa? Thì đấy là cái nơi để chúng ta config những cái nơi chứa cái route của mình. Bây giờ tôi sửa lại cái file API này, đổi tên nó thành admin.php. Được chưa? Bây giờ test này. Admin sược thiện th đúng không? Các bạn thấy nó đi đâu? Nó đi đâu rồi? Route no login not defined. Tức là ví dụ như này. Các bạn xem nhé. Tôi sẽ vào web.php đúng không? Ở đây tôi sẽ có một cái route get login.
function ở đây xử lý là return login page. Và đây tôi đặt tên cho nó là name bằng login. Đây các bạn coi. Sao? Khi chúng ta chưa đăng nhập, khi chúng ta chưa đăng nhập mà chạy vào trong những cái file URL được quy định cái middleware là auth thì nó sẽ tự động nó để ngược lại cái route tên là login. Được chưa? Nó để ngược lại cái route tên là login để chúng ta phải đăng nhập vào đã xong thì làm. Được chưa? Thì đấy là cái middleware auth. Bây giờ tôi bỏ cái auth này đi. Bây giờ chúng ta lại vào lại được bình thường. Admin sửa kiểm ph. Được chưa nhỉ? Vào bình thường thì đấy là cái ví của em auth. Xong chưa? Em hiểu. Tức là cái phần vừa rồi của chúng ta ấy là nó sẽ giúp chúng ta quy định, các bạn cứ hiểu như này đã. Middleware từ nó là ngay sau đây. Được chưa? Bây giờ các bạn cứ hiểu một cái này. Cái này, cái file route service provider là nơi ta quy định các cái file sẽ được phép quy định URL cho các sản phẩm. Là nơi giống như kiểu là đăng ký chỗ nào sẽ được phép viết route cho hệ thống. Được chưa? Thì chúng ta phải sửa ở hai chỗ, thứ nhất là cái hàm này. Cái hàm map gì đấy. Và chúng ta định, đây là chúng ta định nghĩa nhé. Đây là chúng ta định nghĩa rằng nơi chứa cái URL của những cái URL của chúng ta. Đây là chỗ định nghĩa và nơi chứa URL. Còn ở phía trên này, cái bút ấy, cái map ấy là chúng ta đăng ký cái nơi chứa đấy vào cho hệ thống. Sau khi có cái này thì các bạn mới những cái gì mà các bạn đăng ký thì mới có tác dụng. Không biết cái này là có tác dụng gì cả. Hiểu chưa? Đó, có vậy thôi. Làm đi, đăng ký cho tôi cái route admin một nữa. Được chưa? Service provider. Đăng ký vào cái chỗ chứa cái file admin. Có nhìn thấy bò lên đây không? Có nhìn cứ chui dưới. Nếu mà góc bên kia không cho bò lên được. Cho con Bay path ấy, nó là cái chỗ, nó là cái hàm để giúp chúng ta lấy ra cái URL và cái thư mục gốc đây này, assignment này. Dạ, đấy là thư mục gốc của toàn bộ hệ thống. Nếu không xóa API thì tạo phải mở. Cũng làm này làm quen, làm có gì cũng được. Máy tính của mình,
không dám làm thì làm sao mà chẳng luôn luôn. Nên sau đây các bạn cùng quan tâm kệ nó, tôi biết y sĩ kệ vậy là được. Nhưng là lờ. Trộm. Thì ông cứ sửa kết minh, ông sửa cái gì ông quy định ở trong kia là sao? Cứ tự tạo một cái round mới. Và ở trong cái admin ấy, cứ tạo bừa một cái round. Cứ tạo bừa một cái round đấy. Được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta để vào cái round đấy xuống. Sửa admin trước được. Thấy chưa? Cái gì? Cái xem nào. Đó. Để viết tay cũng trước để đó. Mày đăng ký chưa? Cái gì đây? Ai mày viết cái tay nào đây? Tạo ra một cái round như nào? Viết code PP chưa? Đóng một góc PP chưa? Viết vào đây tạo ra một round mới. Mày như thế này thì có thể đây nó API này, hot API này. Không biết cái hot API là cái gì? Tạo ra một round bình thường. Tên hàng rồi copy đi
một lần như nào. Đấy, về xuống. Có thế thôi. Xếp xuống. Và phải em nhìn vào một cái hút nữa đây nào. Không biết được phải. Tương mục chiều ra ở đâu? Kinh dị luôn. Ở đây có ai pin chưa? Có ai pin chưa? Chưa thì tạo ra. Biết tạo bài như nào? Làm tiếp. They are S, they are, 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 they are
giao đi đi. Rồi, con sự bỏ cái đi đi. Và dưới viết bây giờ là cái string không thích không? Chỉ được, string và chữ số. Và cái này đi đi là sở thích thì đó sẽ có cái nó được nha. Bây giờ này còn thích. Chỉ có thể là rao máy và đã xong nó không thì nó được vào là cái lúc đó sửa là có như thế này. Nhưng mà do cái này, do cái sản phẩm này thì trong cái chính Thank you.
Được chưa? Tiếp tục nhé. Tiếp tục này. Bây giờ đến middleware này. Hôm trước tôi vừa mới nói. Nghe chưa? Hôm trước tôi vừa mới nói. Và vừa rồi tôi vừa mới nói. Là cái middleware là cái thứ dùng để chặn cái request lại. Không, nếu mà nó không thỏa mãn điều kiện nào đấy của mình thì mình không cho nó truy cập vào để xử lý tiếp nữa. Đúng không? Thì bây giờ tôi tạo ra một cái middleware và tôi áp dụng nó cho ông xem này. Cái này nó khá là lằng nhằng. Cái middleware này khá là lằng nhằng nên tốt nhất là làm giấy bỏ ra và chuẩn bị nhất vào. Giờ cái phần này rất lằng nhằng. Yeah. Chưa tạo một cái CMD mới trỏ vào trong cái cứ để cái tab bên kia của tôi làm cái CMD để chạy server nhá. Tôi tạo ra một cái CMD mới để tôi trỏ trong cái mục này này. À, tôi CMD đúng không? Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Để tạo ra một cái middleware do chính mình viết ra. Được chưa? Do chính mình viết ra thì tôi sẽ có câu lệnh PHP như sau. PHP artisan make. Nếu mà không có kịp thì lấy giấy viết ra thì tí nữa thực hành này. Make 2 chấm middleware. Được chưa? Cách tên middleware thì chúng ta có ví dụ là check edge. Ví dụ thôi, cái tên middleware này các bạn đặt là cái gì cũng được, tùy theo mục đích của mình. Được chưa nhỉ? Tùy theo mục đích của mình, sau này chúng ta có nhiều cái cũng check quyền này, đúng không? Rồi thì check tài khoản có cái thông số nào đấy không? Đúng không? Thì ví dụ ở đây mình sẽ check edge. Được chưa? Check edge, enter xuống. Rồi, các bạn nhìn thấy nó viết là cái chữ middleware created successful không? Được chưa? Middleware created successful. Đây, chúng ta xem nó ở đâu nhá. App này. HTTP này. Nhìn cái chữ middleware không? Được chưa? Nó nằm ở đây. Sẽ nhìn thấy cái check app. Đúng nhá. Rồi, bấm vào. Được chưa? Nó sẽ là như thế này. Chúng ta làm một thứ ở trong cái hàm hàng này. Được chưa? Nó bao gồm những thứ như sau. Đầu tiên là cái request. Đầu tiên là cái request này. Cái request này là cái toàn bộ tất cả các thông tin từ trình duyệt của bạn đến server. Bao gồm biến, đúng không? Kiểu request đủ thứ kiểu. Rồi ai kiểu là IP của máy các bạn cũng đủ đề rồi. Được chưa? Rồi. Sau đó một cái closer là next. Được chưa? Closer next. Cái này. Đó là nếu pass qua được cái điều kiện mà sắp tới chúng ta sẽ biết ở đây. Nếu pass qua được thì nó sẽ chuyển đến cái file link mà các bạn đang truy cập. Được chưa? Đó, đấy là cái ý nghĩa của thằng next này. Rồi, bây giờ chúng ta check như sau. If nếu cái request của chúng ta, nếu mà cái request của chúng ta có cái biến edge bằng giá trị của nó lớn hơn 25 thì tôi return cái next này. Còn nếu không thì tôi sẽ return cái response là trả về một cái view nào đấy, ví dụ như vậy, trả về một cái view ở đây tôi tạo ra một cái view mới nhá. View của tôi nằm trong research này, nằm trong view này, đây là view erod .blade.php. rồi đây là hiển thị là bạn gặp phải lỗi, phải vui lòng
liên hệ với quản trị viên. Ví dụ thế. Được chưa? Xong, bây giờ tôi sẽ trả cho người ta về cái view là Erod như này thôi. Được chưa? Nếu mà đây các bạn này, nếu mà cái request người ta gửi lên với cái thông số edge và giá trị của cái edge đấy lớn hơn 2 năm thì cho đi tiếp. Còn nếu mà không có cái edge hoặc là cái edge này nhỏ hơn hoặc bằng 2 năm thì đẩy cái lỗi. Được chưa? Cần nhớ check nhá. Trước khi check thì phải đăng, đây là chúng ta định nghĩa, giống như lúc nãy là chúng ta mới định nghĩa thôi. Bây giờ chúng ta đi áp dụng này, định nghĩa này, bây giờ đăng, đây là định nghĩa ra và đi đăng ký với hệ thống. Thì chúng ta sẽ đăng ký ở đây này, đây là file đăng ký, các bạn nhìn thấy file kernel này không? Kernel, được chưa? Không phải là kernel đâu, kernel. Nhìn thấy cái mớ ở dưới này không? Các bạn vào kernel kéo dính cùng. Vào kernel này kéo dính cùng. Được chưa? Đây, các bạn đăng ký là check.edge.25. Ví dụ thế. Tức là edge của mình phải lớn hơn 25. Thì trỏ đến cái app sược http sược middleware sược check edge 2.2.class như này. Nó là cái gì? Nó là cái này này. Nhìn thấy cái namespace không? Copy cái namespace này tương vào đây xem nó có khác gì không nhá. Giống y xì kẹt nhau đúng không? Và tên class là check edge, sau đó 2.2.class. Cái 2.2.class này nó là hiển thị ra cái tên của nó. Được không? Tức là cái check edge này, khi mà một cái router nào đăng ký cái check edge này, cái của gọi là check edge này, thì nó sẽ chạy qua cái hàm handle nằm trong cái lớp này để nó kiểm tra. Nếu mà pass qua thì chạy tiếp, còn nếu không pass qua thì nó đẩy vào bạn. Được chưa? Ghi nhớ vào, nốt lại. Bây giờ test tôi áp dụng này. Tôi áp dụng này. Tôi copy cái tên này nhá. Tôi áp dụng này. Tôi tạo ra một cái URL mới. Được chưa? Tạo ra một URL mới. Ground 2.2.get đây là user edge. Nhận một cái tham số là edge. Được chưa? Nhận một cái tham số là edge phẩy function. Ở đây tôi sẽ echo ra, tôi return là bạn đã là người lớn. Được chưa? Và bây giờ tôi áp dụng cái middleware check edge kia cho cái URL này, thì tôi trỏ đến middleware, đóng mở ngoặc, tên của middleware là checkedge25. Được chưa? Chúng ta thử đã nhá. Xong tôi giải thích tiếp này. Xong chưa? Thử đã này. Vào website checkedge. Tôi để đây là số 30. Chờ tí nha. Cái biến này là edge. Không đúng. À, User edge. Bạn đã là người lớn đúng không? Rồi, bây giờ nếu mà tôi để cái số này bằng 20, bạn đã gặp lỗi, vui lòng liên hệ với quản trị viên. Được chưa? Tức là sao? Tức là nếu một cái điều kiện nào đấy không thỏa mãn thì chúng ta sẽ điều hướng cái người dùng về một chỗ khác, trả về nhau, thay ra cái nút đấy.
Được chưa? Nếu mà khoản nào cháu chạy biết. Nên bây giờ giải thích cho request nhá. Ta không hiểu request là gì đúng không? Đây cái request. Request là cái này. Tôi tiến hành và đăng cái request này cho các bạn. Nhìn nhá. Một rổ tất cả các thứ. JSON này, request này. Parameter back này. Server back này. Nhiều lắm. Xem có chữ S không? Đây, path info này. Chẳng biết nó lấy cái này ra cái biến kia ở đâu. Nhưng mà các bạn, tôi sẽ đây là cái đối tượng, đây là một đối tượng nhá. Các bạn để ý này. Đây là một đối tượng là request, là chứa tất cả những cái gì mà từ dưới trình duyệt các bạn gửi lên. Bây giờ tôi lấy, các bạn để ý này. Ở cái router này chúng ta quy định cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Parameter đúng không? Tham số. Đúng không? Đây là cái tham, cái x này là cái tham số của GL. Được chưa? Khi mà chạy qua được cái này thì nó sẽ cái biến tham số, cái biến x này nó sẽ bằng với cái giá trị các bạn điền vào đây. Đúng chưa? Thế bây giờ các bạn xem nhé. Tôi hoàn toàn có thể dùng cái request này để tôi lấy ra cái giá trị x của các bạn. Quan trọng là chúng ta đặt đúng tên. Được chưa? Quan trọng là chúng ta đặt đúng tên. Đúng bằng 20 không? Được chưa? Mấy nữa chúng ta học đến cái phần là submit form. Submit form lên server ấy. Chúng ta lấy dữ liệu từ form bằng request, bằng đô la request này, chọn đến cái name của những cái field ở dưới. Chứ không còn là đô la cái gì get với lại đô la cái gì pop đâu. Không còn, bỏ hết đi. Đưa hết về request, chọn đến cái tên này, cho nó nhanh. Được chưa? Đúng. Đây còn cái cách dùng này nữa là request trở đến all. Không có gì à? All thì chắc là cái này chỉ lấy được cái thôi. Edge. Ôi trời ơi. Lỗi. Đóng ngoặc. Được chưa? Lấy số 20 chưa? Bây giờ các bạn cứ điền vào đây cái số mà lớn hơn 25 thì nó chạy ra, hiển thị ra bạn đã là người lớn. Còn nếu mà từ 25 đổ xuống hoặc không phải chữ, à không phải số thì nó sẽ đẩy ra trang error lúc đấy. Được chưa? Có mỗi vậy thôi, đấy là cái middleware. Tôi chưa cần các bạn phải tạo được cái này. Đó, tôi chưa cần các bạn phải tạo được cái này. Tôi chỉ cần các bạn hiểu cái middleware là cái gì thôi. Được chưa? Đó, làm cao cho mình phải làm, nhưng bây giờ chưa được hiểu, đừng đi bộ làm gì cả. Đấy là cái middleware. Xong chưa? Đi nhỉ? Còn thắc mắc gì thì hỏi luôn nhá. Em không hiểu phần này, em không hiểu phần kia thì hỏi luôn. Chưa cần phải hiểu nhiều quá đâu, cứ từ từ. Hả? Đây. Vẫn cố có à? Cố tối về xem video là được mà. Đằng nào tôi về cũng sẽ đẩy nó lên. Comment nó vào đã, tạm thời comment nó vào đã. Tôi đã đăng ký nó với cái tôi nào chưa? Chưa thì tôi ra, comment nó, comment nó. Cố để đi tiếp. Đấy, đó, cố để đi tiếp, chưa được gì cả. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần làm việc với cơ sở dữ liệu. Làm việc với cơ sở dữ liệu. Đầu tiên là cái tạo ra cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta có cái gì? Trong Laravel các bạn có thể search cái từ khóa này. Cái từ khóa là migration. Database migration. Được chưa? Đi vào cứ ngồi nhìn nó khổ. Cái migration này này là chúng ta tạo ra một cái class ở trong PHP, trong Laravel tạo ra một class của PHP. Sau đó chúng ta từ cái class đấy nó sẽ giúp chúng ta tạo ra cái bảng cho cơ sở dữ liệu. Được chưa? Đi vào
migration tương đương với việc là tạo ra một cái lớp ở trong cái cây. Sau đó từ cái lớp đấy chúng ta sẽ sinh ra các cái bảng trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta không phải tạo cơ sở dữ liệu bằng tay nữa mà sinh ra hết. Được chưa? Thử nhá. Đầu tiên phải kiểm tra xem cơ sở dữ liệu của mình có chưa. Đây lớp này đúng không? Đúng không? Rồi tôi xóa, các bạn xóa hết mấy cái cơ sở dữ liệu trong đấy nếu có cho tôi. Xóa hết đi. Không phải nó tự sinh ra đâu, hôm trước tôi chạy một câu lệnh. Được chưa nhỉ? Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra trong thư mục này. Đầu tiên là kiểm tra cái file NV xem kết nối đến cơ sở dữ liệu chưa. Đây 3127.0.0.1 này, 3306 này, PHP12211 assignment này, username là root, pass là admin, pass là 1234 này. Đây là cái kết nối đến cơ sở dữ liệu của tôi. Còn ở máy các bạn nên để password trống. Được chưa? Tạo ra cơ sở dữ liệu, bạn viết những cái thông số đấy vào, để password trống là được. Rồi, tiếp theo xóa trắng hết đi, tắt hết, tắt hết đi này. Và chúng ta để ý này, câu lệnh tiếp theo, artisan tiếp theo, php artisan make 2 chấm migration migration tao thằng kia có cái gì ghi vào thì ghi vào đi. Migration. Chữ Y là đọc tiếng Anh là I mà. Xong chưa? Cách create category, create gạch dưới categories table. Biết tôi định làm gì chưa? Tạo bảng danh mục. Đúng không? Enter xuống. Quan cái gì? Rồi. Tôi có dùng SAM đâu. Tôi cài thẳng MySQL vào máy mà. Cần gì phải SAM? Không phải bật SAM lên. Được chưa? Nó đã sinh ra này. Các bạn để ý này. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 16 tháng 9. Đúng không? Đây là số giây của ngày hôm nay. Ở số tích tắc của ngày hôm nay. Được chưa? Để nó không bao giờ bị trùng. Để nó sẽ sinh ra một cái file mà không bao giờ bị trùng tên. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nó tạo ra cái gì. Mở cái thư mục database ra. Mở cái phần migration ra. Các bạn nhìn thấy cái file mà tôi vừa mới viết vào đấy không? Được chưa? Thấy không? Nhìn ở trên kia, trên nhìn máy câu làm gì, có gì mà nhìn. Được chưa nhỉ? Đây nó tạo ra một cái file đi rồi. Đúng không? Các bạn nhìn thấy nó tạo ra cái gì? Scheme, create, category. Đúng không? Scheme là cái gì? Khi ở trong cơ sở dữ liệu ấy, người nước ngoài, người ta không gọi là table vậy đâu. Người ta không gọi là table vậy đâu. Scheme là thực thể. Được chưa? Thực thể trong cơ sở dữ liệu hoặc tương ứng các bảng, hay là ở trong các hệ cơ sở dữ liệu khác người ta không gọi là scheme. Ví dụ như Oracle hoặc là scheme. Cứ biết là cái này nó giúp chúng ta tạo ra các bảng. Thấy chưa? Thì chúng ta có cái gì? Scheme, create, đây là tên bảng đúng không? Tên bảng. Sau đó chúng ta có một cái function nằm trong, có một cái blueprint. Là table, cái biến table này các bạn không cần hiểu cái đoạn này. Chỉ cần biết là khi có câu lệnh skip create tức là tạo bảng. Vậy không? Rồi, trong bảng này sẽ có cái gì? Table, chọi create đúng không?
Hả? Đây, table cho đến increment ID. Gần tra cho bạn xem cái increment là cái gì nhé. Đây, nó có sẵn đây này. Creating column. Đây các bạn nhìn này đây. Thấy chưa? Đây là nó định nghĩa này. Vẫn là table giống chúng ta đúng không? Trỏ đến, đây nhìn increment. Đâu nhỉ? Đố công tìm đến chữ increment. Không Ctrl F được đâu, nhiều lắm. Đây. Table trỏ đến increment ID này. Các bạn nhìn thấy gì? Nó giải thích này. Là tạo ra một cột ID, tên là ID này, thuộc dạng khóa chính tự tăng. Được chưa? Đã là khóa chính là còn tự tăng. Ông nguyên cái đấy. Được chưa? Mà nó là kiểu gì? Integer và kiểu số. Được chưa? Đây là tạo ra khóa chính các bạn. Xong chưa? Tiếp theo này. Bây giờ tôi muốn tạo ra một cái cột tên là name. Name thì kiểu như chúng ta hay đặt kiểu dữ liệu là gì? Và cha đúng không? Rồi thì ba trả. Các bạn sẽ có kiểu string. Đâu nhỉ? String. Đây, nhìn thấy không? String là đấy. Ba trả, đây là tên một này. Xong chưa? Đây là tên một, đây là kiểu dữ liệu. Thì cứ string thì đã tạo được ba trả. Nếu mà kiểu cái cột này chúng ta giới hạn cái độ dài của ký tự trong trong đấy thì chúng ta phải phải cái sau đó viết số ký tự được phép tối đa chẳng phải là xong đúng chưa? Người ta viết như này tương đương với việc gì? Cái cột nên này sẽ có tối đa 100 ký tự và rồi kiểu gì vẫn là ba trang mà tối đa là 100 ký tự chính là cái len khi mà chúng ta làm một cái len đi đúng chưa? Ông nhập không nhanh hơn mà nó lại còn khó quản lý hơn. Ông có biết được lần trước đấy ông từng làm gì với cơ sở dữ liệu không? Sau đi triển khai ở đâu đấy lại phải xuất cái cơ sở dữ liệu cũ ra đúng không? Sau rồi lại chạy sang bên kia triển khai đúng không? Mình bây giờ lấy thẳng cầm cái cốt này sang mình server khác chạy một phát xong. Giờ bây giờ tôi tạo cái bảng như sau. Category này thì tôi sẽ có cái table trỏ đến string là gì? Name 255. 255 thì không phải điền. Nó tự là 255. Được chưa? Tiếp theo, table trỏ đến integer là số đúng không? Cột là cột parent ID. Được chưa? Xong. Ở đây bảng của tôi sẽ có mấy cột. 5 cột. Ta để cái timestamp. Cái timestamp này này, nó là cái gì? Chúng ta lại xem timestamp. Đây, timestamp. Rồi. Nó cho hai cái cột là create từ đất và update từ đất. Được chưa? Create từ đất và update từ đất. Để chúng ta link lại cái thời điểm cái bản tin mới là thời điểm là chúng ta update loại trong cơ sở dữ liệu, được chưa? Đấy là cái timestamp và hai cột này chúng ta có thể loop được phép loop dữ liệu của hai cột này. Xong chưa? Nếu mà chúng ta thêm một cái nữa, nếu mà chúng ta để như này này, thì tất cả các cái cột này đều là nó loop, tất cả này là nó loop hết, ba cột này nó loop hết. Dạ, tức là khi mà chúng ta thêm dữ liệu vào bắt buộc ba các cột này phải có giá trị thì mới thêm được, còn không thì không thêm được. Thế vậy bây giờ tôi muốn làm một parent ID này có các loop thì sao? Được các loop thì sao? Dễ cực kỳ. Trỏ vào đây một cái là nullable. Do không biết tiếng Anh nên phải đọc trong những cái tài liệu nó có ghi. Đây, nó có ghi. Đây, thấy không? Đây này, đoạn này này. Nullable. Được chưa?
Tiếp theo chúng ta còn có thêm cái default. Default là giá trị mặc định của một cái cột. Nếu chúng ta không điền và không insert dữ liệu cho nó thì nó sẽ tự động nhận giá trị bao nhiêu đấy. Được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta có nullable. Cái tên này có cần là unique không? Tên danh mục có cần unique không? Unique tức là duy nhất đấy. Không biết unique không? Có biết unique là cái gì không? Còn kêu biết unique là cái gì không? Unique. Đúng. Unique. Biết là cái unique tức là lúc chúng ta có một cái bảng user đúng không? Cái bảng cái cột email ấy thường thường là unique. Thì chúng ta có thấy trong một hệ thống có hai người nào có cùng email không? Hiểu chưa? Unique là cái dữ liệu ở trong một cái cột vào đấy nó là duy nhất, không bao giờ trùng nhau. Hiểu chưa? Đấy là unique. Thì chắc là name ở đây chúng ta không cần đâu, kệ nó. Xong chưa? Tôi để thế này thôi. Còn những cái loại dữ liệu khác các bạn tự tạo ra. Rồi tôi chạy câu lệnh như sau. Để ở đây tôi có ba cái file là user này, tạo bảng user này gồm ID, name, email, password, avatar. Chưa? Đây cột là remember, reset password. Cột bảng này nữa là bảng category. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ là PHP artisan migrate. Lúc nãy tôi xóa trắng cơ sở dữ liệu rồi đúng không? Giờ các bạn xem. Thấy bảng category không? Chuột phải vào design. Đúng dữ liệu của chúng ta. Được chưa? Đây là code. Đây là code. Đây là câu lệnh. Đâu nhỉ? Đây là câu lệnh. Các câu lệnh. Các bạn xem kỹ và chúng ta sẽ tạo ra cho tôi bảng là post. Post là bảng bài viết đấy. Hiểu không? Tìm cách tạo tôi bảng post ngay bây giờ. Tôi sẽ cho cái thiết kế cho các bạn. Các bạn sẽ tạo luôn. Còn nội dung ở đây mình tự viết ra. Còn cái artisan migrate là tất cả cái file trong artisan sẽ được thực thi tạo ra trên cái sự tập luận đúng không? Chúng ta tạo ra bảng post có cột ID, ID và integer, title, vacha, slug, vacha, unique. Rồi thì content và short description. Đấy. Content. Đấy. Author. Đấy. À không, author là vacha. Feature image. Và chàng thằng mà tôi đánh cái dấu V nè, thằng tôi viết thẳng cho mọi người nhé. Đấy, có mỗi thằng này được luôn rồi. Cái này integer. View cắt. View. Cái này có default value không? Thì cái xin mời đây chẳng chỉ server
điền anh không đi mình mở được tab mới đấy hả không server luôn luôn phải để địa chỉ tạo luôn cái bảng này viết vào đây sẽ bay về nhà có bạn nào specifically too long nhưng mà chạy tôi đi này chữ P anh này dùng cho cái bao nhiêu năm đấy là trong trường hợp chúng ta chạy cái mai với sự bị lỗi trong trường hợp chúng ta chạy migration bị lỗi ấy, chúng ta vào trong này này vào trong phần migration database migration này chúng ta search ctrl+s cho tôi cái 191 được chưa chúng ta copy cái này chúng ta nhìn thấy cái app service provider không? Về cái file về cái subnametext ctrl+p có app service provider có phần boot này pet cái đoạn rồi copy xuống copy nốt cái phần use namespace của nó ở đây sau đó pet vào đây rồi chạy như bình thường app service provider nhé không biết cái này nằm đâu có gì cái này nó sẽ nằm ở trong đâu nhỉ đây nó sẽ nằm ở trong app provider app service provider app này provider app service provider viết vào trong cái đoạn boot ấy thì sẽ hết lỗi. Được chưa? Đó, phần này chúng ta sẽ làm về nhà. Xong rồi nhỉ? Anh đi về cài máy đi xong rồi làm đi. Nhưng mà không có thể ngấy đâu. Nó framework bắt buộc như thế. Và quên mất là chúng ta đi học của chúng nó biết ra nên là bắt buộc phải đọc nhiều ở tầm nào get ID the view view ấy kiểu dữ liệu của nó là integer default value của không được chưa? Đấy, có gì không?